anh là Tuấn. Chào anh, em là Thanh Thùy. Anh có muốn thử không? Không, em chơi trước đi em. Chơi. Em nhường cho. Lâu lắm rồi mới chơi á. Wow, xịn quá à. Ui anh giỏi quá à. Nhìn anh lúc này cũng mạnh. Nhưng mà chơi xịn anh ơi. Sướng được không anh? Nhổ không? Nãy giờ anh tưởng là em chơi rồi. Em mới thử thôi. Bây giờ tới em mời em, mời em. Bắt đầu rồi. Má ơi, chắc mạnh quá. Của trường Đông Cầu Bách. Rồi, né cái cây thông rồi, xong rồi. Game over. Thôi em dừng luôn hả? Em dừng luôn. Ok, không sao, không sao. Cảm ơn anh. Chơi game xong rồi, chắc là thôi mình sẽ đi qua bên kia để mình nói chuyện ha. Đó, cái ngọn đèn đường nè. Hồi nãy anh có giới thiệu cho em rồi đúng không? Sau khi mà nghe nói chuyện điện thoại á, dạ, em thấy anh là người như thế nào? Cảm nhận của em đầu tiên là anh rất là bạc ngôn, anh nói rất là nhiều. Thứ hai là anh nói chuyện không có bị vô duyên mà rất là có duyên, cuốn hút người đối diện, người nghe. Giống như em có sợ mấy người nói nhiều không? Nói nhiều nhưng có duyên thì đó là ai cũng thích đó anh. Hồi nãy may mắn quá. Cái cảm nhận của anh đầu tiên khi mà anh nói chuyện điện thoại với em xong, với lúc mà anh gặp em thì nó không khác là mấy. Đặc biệt là anh cũng rất là thích tiếng nói rồi, tiếng nói của em. Với lại thật ra anh cũng thích những người nói tiếng hơi hướng Bắc hoặc là ở miền Trung ấy. Mà nói chuyện nghe nó cứ rất là gần gũi, rất là dễ thương. Thì tính cách của anh ấy, em đoán thử coi anh là người hướng nội hay hướng ngoại? Em thấy anh là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Em nghĩ là anh cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng mà em thấy anh có vẻ là hoạt náo hướng ngoại nhiều. Tại vì bản thân anh thật ra nha, ngoài nó nóng nhưng mà trong nó lạnh. Có vẻ là anh là người hướng ngoại, nhưng mà thật ra anh là người hướng nội. Anh có thể thay đổi một phần nào đó để cho phù hợp với môi trường sống, nhưng cái bản chất của anh vẫn là đối với bạn bè, đối với người bạn. Có thể là nghĩ anh nói nhiều quá không biết. Thôi anh cứ nói đi, em sẽ lắng nghe hết những gì anh đang nói và sau đó em sẽ tiếp thu lại và đi đi. Bây giờ anh chỉ có duy nhất một câu hỏi thôi. Anh muốn hỏi là sau cái buổi trò chuyện ấy thì em cảm thấy như thế nào vậy? Cảm nhận đầu tiên khi nói chuyện với anh rồi, càng nói chuyện thì em càng cảm thấy là anh rất là hợp với em. Có một cái là em nghĩ là bù qua xớt lại á, ví dụ là anh là một người thực sự là hướng nội và nhưng mà tỏ ra bên ngoài là mình phải như vậy, phải nói rất là nhiều, phải kéo tâm trạng mình như vậy ra, thì em nghĩ á, là em là một người lắng nghe anh nói, lắng nghe những lúc mà anh mệt mỏi tâm trạng, để đến những cái lúc đó, những lúc anh cần thì em sẽ kéo anh ra khỏi những cái mớ hỗn độn như vậy. Nói chung là ngoài lời cảm ơn ra anh muốn có gì hết. Yeah. Anh chị có thể nói đó là em không khác gì với những gì anh mà tưởng tượng. Xinh nè, dễ thương nè, gần gũi. Nói chung là anh rất là thích. Sau khi gặp em thì anh cũng phải đưa ra quyết định của mình. Yeah. Anh hy vọng là mình sẽ được gặp nhau. Yeah. Sau khi anh đưa ra quyết định. Cảm ơn em rất nhiều là đến gặp anh. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều với những chia sẻ mà anh chia sẻ với em, để em hiểu hơn về anh. Ok, vậy tụi mình sẽ gặp lại nhau sau nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, gặp nhau nha. Dạ. Mình cảm thấy Thùy là một cực kỳ chân thành, cực kỳ giản dị, gần gũi. Và thực ra đối với mình ấy, cái mẫu người mà mình đang tìm kiếm giống như là Thùy ấy. Mình có thể nói là như vậy. Lúc mà gọi điện thoại xong, mình đã bắt cảm tình 60% rồi. Thì bây giờ nó chắc cũng đến 80 rồi.